Xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết, ngựa là loài vật rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết về nó. Ngày hôm nay hãy cùng Pink News tìm hiểu 10 điểm thú vị về loài ngựa nhé. 1. Ngựa có bộ não nhớ lâu, thù dai. Theo một nghiên cứu năm 2010, ngựa có trí thông minh không kém con voi, nhất là bộ nhớ của nó tốt hơn nhiều so với những gì con người dự đoán trước nó. Nếu bạn đối xử tốt với chú ngựa của mình thì con ngựa sẽ ghi nhớ bạn giống như một người bạn tri kỷ trong cuộc sống. Nhưng cũng coi chừng, khi bạn vô tình hay đối xử tệ thì con ngựa cũng sẽ không bao giờ quên. 2. Ngựa Ả Rập chạy bền tốt nhất. Ngựa Ả Rập được coi là một trong những loài ngựa cổ xưa nhất trên hành tinh, xuất hiện cách đây ít nhất khoảng 4.500 năm. Giống ngựa này có điểm kỳ lạ với xương sườn lớn hơn giống ngựa khác. Tuy ít xương thắt lưng và đốt sống đuôi, nhưng giống ngựa Ả Rập lại có sức khỏe và khả năng chạy bền tốt nhất trong vương quốc của các loài vật. Nó có khả năng chạy liền một lúc hơn 160 km mà không cần nghỉ. 3. Tên của ngựa cũng theo quy tắc. Theo tổng kết của các nhà nghiên cứu nước ngoài, tên con ngựa thường kết thúc với các đuôi như Cebicus Horlick hoặc Onoi Mi Mazilla. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Nhiều chủ sở hữu muốn đặt một cái tên mạch Man or War vì họ tin con ngựa này sẽ đem lại cho họ may mắn trong các cuộc đua. Trong khi đó, nhiều người đặt tên ngựa phải tôn trọng theo tên trong phả hệ của con ngựa này vì họ cho rằng nếu không như thế thì con ngựa có thể đem lại sự bất hạnh. Thậm chí một số câu lạc bộ đua ngựa còn giới hạn tên đặt cho ngựa chỉ dài 18 ký tự, cấm đặt tên mang tính khiêu dâm, phân biệt chủng. 4. Tác dụng lợi hại của đóng móng ngựa. Mọi người đều biết hầu hết ngựa nuôi đều được đóng móng giả, nhưng ít ai nhận ra rằng những miếng kim loại này không chỉ bảo vệ móng ngựa như đôi giày mà còn cải thiện lực kéo cho ngựa. Điều đặc biệt, loại móng giả cho ngựa cũng được kinh doanh chẳng khác gì bán giày cho con người. Nó cũng có nhiều loại, từ giày nhôm siêu nhẹ đến giày dành riêng cho ngựa đua. 5. Tạo ra giống ngựa mới Hybrid Equus. Hybrid Equus là tên gọi chung của một loạt chú ngựa lai, bố mẹ là lừa và ngựa vằn. Giống ngựa lai này bắt đầu được tạo ra đầu thế kỷ 20 với chú ngựa lai đầu tiên là sản phẩm của ngựa vằn và lừa. 6. Bí mật khả năng tinh tường của mắt ngựa. Ngựa có thị lực khá tốt nhờ vào đôi mắt rất đặc biệt. Nếu xét về chiều rộng thì với đường kính khoảng 5cm thì ngựa là loài động vật có vú sống trên đất, có đôi mắt to nhất. Nó có trọng lượng nặng gấp mắt người 9 lần. Theo truyền thuyết, điều này làm cho ngựa nhìn thấy những thứ to lớn hơn con người. Nhưng thực tế điều này không đúng sự thật. Bí ẩn sức mạnh của mắt ngựa nằm ở chỗ nó không thể tập trung nhìn vào một điểm giống như mắt người. Phần dưới võng mạc mắt ngựa nhìn các đối tượng ở xa, còn trên thì nhìn gần hơn. Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn muốn biết một con ngựa đang nhìn về đâu thì bạn nên chú ý đến hướng đầu của nó. 7. Ngựa hoạt động trong ngành cảnh sát từ thế kỷ 17. Ngựa cảnh sát đã được sử dụng trong thực thi pháp luật trong thời bình từ thế kỷ 17 và đơn vị cảnh sát dùng ngựa đầu tiên được thành lập vào năm 1805 tại London, Anh, sau đó là Australia và Mỹ. Những chú ngựa được tuyển dụng này đều bị thiến. Hiện nay, số lượng ngựa dùng cho cảnh sát đang dần suy yếu do sự ra đời của xe máy cảnh sát và các phương tiện khác. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn duy trì một số đơn vị cảnh sát ngựa để thị uy hoặc sử dụng trong khi dẫn đường một đám đông. 8. Ngựa đem lại cho nền kinh tế Mỹ mỗi năm gần 40 tỷ USD. Ngựa được sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau, từ thể thao, giải trí đến chăn nuôi và cày bừa trên đồng ruộng. Tới nay, chăn nuôi ngựa còn trở thành một ngành công nghiệp. Riêng tại Mỹ, có khoảng 4,6 triệu lao động làm việc trong ngành công nghiệp này, đem lại cho doanh thu nền kinh tế mỗi năm 39 tỷ USD. Tính tổng số trên thế giới hiện nay có 58 triệu con ngựa đang được nuôi trong ngành công nghiệp ngựa. 9. Ngựa dùng nụ cười để kiểm tra mùi. Bạn có thể nhìn thấy một con ngựa có biểu hiện kỳ lạ, cuộn mép trên miệng lên và nhe hàm răng ra như đang cười. Nhưng đây là một thao tác kỹ thuật để mở rộng mũi để cuốn mùi hương vào trong các tuyến khứu giác, nhất là đoạn cuối mũi ngựa. Cùng với cái môi cong, ngựa còn lắc nhẹ đầu để cho mùi này vào trong các tuyến khứu giác sâu hơn. Thực tế, con ngựa không phải cười mà chỉ đang xác định loại mùi. Hành vi này được gọi là phản ứng Flamen, là một loại phản ứng phổ biến ở những con ngựa đực cũng như một số loài động vật khác nhằm kiểm tra mẫu nước tiểu của bạn tình xem nó có sẵn sàng giao phối hay không. 10. Ngựa là loài động vật được sử dụng nhiều nhất trong cuộc chiến.
Nhất là chiến tranh thời cổ, ngựa trong chiến tranh được gọi là ngựa chiến hay chiến mã. Ngựa được sử dụng rộng rãi cho các chiến binh, kỵ binh trong các trận chiến tay đôi hay các trận đánh tập kích, đột phá cũng như sử dụng để do thám, thông tin liên lạc, vận chuyển. Ngựa gắn liền với lịch sử chiến tranh một cách lâu dài của loài người, gắn liền với tên tuổi của các binh chủng, kỵ binh, kỵ xạ, thám mã và hình ảnh con ngựa, còn gắn liền với các tướng lĩnh nhất là các võ tướng trên chiến địa, gắn liền với hình ảnh của những chàng dũng sĩ trong chiến đấu, săn bắn. Và tất nhiên, chúng cũng là loài bị giết nhiều nhất trên chiến trường rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết về thông tin này nhé.